Một đường dây ma túy liên tỉnh Lào Cai, Sơn La vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai triệt phá. Số lượng hàng cấm lên đến 6 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng đã dùng ô tô vận chuyển ngụy trang ma túy trong bình ắc quy. Chiếc xe ô tô này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai bắt giữ trong ngày 22 tháng 4 do liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh. Cách thức giấu ma túy trên chiếc xe này rất tinh vi. Bình ắc quy của xe ô tô được ngụy trang để giấu ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp. Hai nghi phạm là Vư Nọ Sình, 39 tuổi và Vư A Cở, 35 tuổi, cùng trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Qua khai thác ban đầu, các nghi phạm khai nhận vận chuyển ma túy từ Sơn La sang Lào Cai để tiêu thụ. Công an thị xã Sapa đã mở rộng chuyên án khám xét khẩn cấp nơi ở của Má A Lư, 46 tuổi, trú thị xã Sapa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng.